xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 17: tất cả các loại ung thư đều có thể tầm soát hiệu quả. Tầm soát ung thư là thực hiện những xét nghiệm trên những người khỏe mạnh, chưa có triệu chứng của bệnh. Thông qua các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ có thể phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm khi bệnh còn khả năng điều trị khỏi hoàn toàn. Tầm soát ung thư giúp cứu sống hàng ngàn người mỗi năm. Có nhiều phương pháp tầm soát ung thư, tổng quan có thể chia thành các nhóm sau. Hỏi bệnh và khám bệnh, giúp kiểm tra sức khỏe tổng quát của bạn và các dấu hiệu bệnh lý như nổi hạch bất thường, chích loét không lành hoặc bất cứ thứ gì không giống với bình thường. Xét nghiệm, kiểm tra mẫu mô, mẫu máu, mẫu nước tiểu hoặc các chất khác trong cơ thể của bạn có thể gợi ý đến các bệnh ung thư. Hình ảnh học là những phương tiện như X-quang, CT scan, siêu âm giúp khảo sát các bất thường về mặt cấu trúc và chức năng của những cơ quan đó, qua đó gợi ý những hình ảnh sớm nhất có thể của khối u. Mỗi phương tiện tầm soát đều có lợi ích và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại. Vì lý do đó nên bạn cần phải trao đổi với bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm tầm soát ung thư nào. Lợi ích của tầm soát ung thư là phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm nhất khi chúng chưa có biểu hiện triệu chứng. Những giai đoạn này có thể điều trị triệt để được. Nhưng bên cạnh đó, phương thức này cũng có một số bất lợi như có thể gặp phải kết quả dương tính giả, nghĩa là khi bác sĩ quan sát thấy những hình ảnh giống với ung thư nhưng thực sự không phải ung thư. Kết quả này sẽ dẫn đến việc phải thực hiện thêm các xét nghiệm không cần thiết. Bên cạnh việc tốn kém về tiền bạc và thời gian, những kết quả sai lệch còn mang lại cảm giác lo lắng cho người tầm soát, điều trị quá mức. Khi bác sĩ tìm thấy những tổn thương nghi ngờ sẽ tiến triển thành ung thư mà thực chất không phải là ung thư, thì điều này sẽ dẫn đến những điều trị không cần thiết. Không phải tất cả các loại ung thư đều có thể tầm soát, chỉ những loại có giai đoạn tiền ung thư hay nói cách khác là thời gian tiến triển của bệnh kéo dài thì chúng mới có thể được phát hiện sớm qua các phương tiện tầm soát. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thì những loại ung thư sau có thể tầm soát hiệu quả. Ung thư vú, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên chụp nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú mỗi năm một lần. Ung thư đại trực tràng, khuyến cáo đối với dân số chung của cả nam và nữ nên tầm soát ung thư đại trực tràng từ 50 tuổi trở lên. Các phương tiện tầm soát ung thư đại trực tràng hiện nay là tìm máu ẩn trong phân, nội soi đại trực tràng. Phụ nữ từ 21 tuổi trở lên đã có quan hệ tình dục nên thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung. Các phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung bao gồm xét nghiệm tế bào học cổ tử cung, xét nghiệm virus HPV hoặc phối hợp cả hai phương pháp. Tham khảo thêm phụ lục 1. Sự thật, chỉ có một số loại ung thư là tầm soát có hiệu quả. Bác sĩ Hoàng Đình Kính. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.